Chúng ta có chapter tới tìm rắm dừng dây để tôn chú mùi nâng VLAN trunk hay nâng Ether Channel Bundle. Chúng ta có mê riêng này qua nâng chí ca rùm lực tới tầm bất rùm lực bí giải đầy dương màn riêng bí mốt. Chúng ta có mê riêng này dừng miên bây chú nói xâm khăn chú nói tìm mùi dừng dây để tôn chú mùi nâng VLAN trunking rồi có VTP. Chúng ta có VTP cứ chìa feature mùi đã anh nhà đòi switch đa tua chỉ server đầm bay distribute VLAN. Bởi thế anh xem rạp nhóm nó không đi like cái nhóm ở đây phải hay nhóm Cisco luôn anh có recommend này phải về chúng lấy GP nhưng gì ta tôn chỉ muốn dynamic trunking protocol đã run là Cisco device chỉ như tôi ta anh cứ chỉ Cisco proprietary protocol chúng lấy trong cái ấy nhưng gì ta tôn chỉ muốn Ether Channel Bundle LACP hay nâng PACP. Chân tập 4 kế cứ dần dậy bị VLAN Trunking Protocol. Chân VLAN Trunking Protocol chỉ tự tử cứ mình practical tới nâng real life. High Cisco cứ chỉ nạp bạc cát việc. Chân mà này tham VLAN Trunking Protocol việc cứ chỉ feature đa miễn ta nơi lơ tay Cisco device. Chân nơi là device xanh về âm miền protocol này thì mà tại miền protocol mới sử dụng năng cứ GOVP G đối chia GOVP generic registration VLAN protocol để chỉnh chỉnh tạm chẳng và tại âm vốn đi nên là switch hai anh có miền này để ra một bộ feature đã tạo tồn chỉ mùi năng server hay năng client bởi vì là nó cứ mình recommend đi nó production environment cho nên nó nâng cái tham bách switch I participate nâng VTP domain chẳng bên đã switch thật nó nâng VTP domain được nha cứ vì ai thật tua ban VLAN database bị server màu ấy chẳng thì tiết dừng nó discuss thả ta mì bình phí chơi là chẳng như tu tới bên này dừng dậy VTP cứ vì mình roll vào viết chẳng tu này tiêu viết mình 4 vì IG server, IG client, IG transparent, rồi có auto enable. Bên này để vị trí server, tôi nên tìm bộ viết cứ viết chạm bật cát, chạm plug đồ, hay là chạm delete VLAN. Nó không VDP domain. Bản thân chỉ switch đã tua chỉ client, chẳng switch luôn ai nữa nghe. Nâng mình ai vậy kìa, nâng mình ai từ lúc VLAN từ bật cát VLAN này ba này, với client chỉ tu tới miền là tập tiếp tay tập tua lên ở đây tập lập đôi bài này. Mới tiếp chương miền VTP role chia transparent. Bên này để we chia VTP transparent bài này thầm ấy. Bài này tha we chăm tay transport đấy. We ở tập tua vì lên là tập bên này. Ủa thì họ ta chương miền switch mới switch pi hay miền switch đi bay. Chương mà sang chia switch mới này chia transparent. Bài này ta switch nâng vì ở tôi dọc database vì server này thì vẫn tại vì pass mà này ta bên là để miền VTP traffic cho mà vì pass ở client này khả nha anh ấy cứ chỉ tui này tí robot transparent vì mình drop VTP advertisement thế vì nâng relay TCP advertisement chứ nó không VTP có VMware version mới đấy VMware version mới pi hai năm bảy chứ version mới pi support tại VLAN pi VLAN mới đó VLAN mà pon pram phần tại version bảy support từng bốn pon cái số bốn VLAN nếu cái VTP communication type you mean communication type you mean summary subset and client request chúng type mùi mùi vì mình ở tầng này khó khăn chỉ tu tới bên này đã switch participate nơi khăn VTP domain cứ viên nên được tua bán okay. VTP advertisement riêng rõ bây rồi second mà đồng chẳng đi rõ bây rồi second mà vì đang tự advertise ấy rư có vì advertise nên bên này đã miễn VLAN màn add màu chẳng đó người ta bên này đã miễn VLAN add server nâng thua cá bỏ VLAN đằng ở tới client chẳng VLAN trigger
VDP advertisement ពេលណាដែលមាន VLAN add remove ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង VDP domain ហ្នឹងមួយទៀតគឺមាន subset ដែលជា advertisement ដែល occur នៅពេលណាដែលមាន VLAN configuration change មួយទៀតជាមាន client request ចឹងវាគឺជា advertisement ដែល requested ដោយ client ដើម្បី receive more detailed subset advertisement ចឹងពេលខ្លះក៏ពេលណាដែល client អត់មាន exact VLAN database ក៏វាអាចធ្វើ client request មកដែរចឹងគឺជា internal communication របស់ VTP ចឹងនេះគឺជា step នៅក្នុងការ configure ចឹង step ទី1យើងត្រូវ configure VTP version step ទី2យើងត្រូវ define domain ព្រោះយើងដឹងថា switch participate នៅក្នុង domain តែមួយអាច receive VLAN database ពី server បានយើងកំណត់ mode របស់វាចឹង switch by default mode របស់វាគឺ server ប៉ុន្តែយើងអាច change វាទៅ client ឬក៏ transparent បានចុងក្រោយយើង configure បានអត់ configure បាន VTP password ចាំពេលណាយើង configure មកវាចេញបែបនេះមាន VTP example ត្រូវ define domain define VTP version define the VTP server ឬក៏ client ដូចខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថា switch ពេលណាដែលយើងអត់ configure ទាំងអស់ VTP VTP server ហើយយើងត្រូវមាន comment មួយនេះដែល comment មួយនេះ apply តែនៅក្នុង VTP version 3ចឹង switch ឧទាហរណ៍ switch ទី2ឲ្យវាដើរតួជា client switch ទី3ឲ្យដើរតួជា transparent គ្រាន់តែ relay ទេប៉ុន្តែអត់ជា client ទេចឹងនៅក្នុង topology ហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចេះ topology វាក្នុងនេះវាអត់គូអូខេ topology វារបៀបអញ្ចេះក្នុង configuration វាមាន switch S1 គណនីមក S2 គណនីមក S3 គណនីមក S6 ទៀតចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបើនិយាយថាមួយនេះ S3 នេះដើរតួជា transparent យ៉ាងណេថាបើសិនជាមាន VTP advertisement គឺវានឹង advertise មក S6 នេះជា client ហើយ S1 នេះជា serverចាំពេលណាដែលមាន database change ពី switch main នេះវានឹង relay ទៅ switch client ចឹងនេះដើម្បី verify status វាយើងអាចបើ comment show VTP status ហើយនេះគឺជាការ verify VLAN ថាតើវាបាន synchronize មកចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាអាហ្នឹងគឺជា feature ដែលនៅក្នុង maintain គេអត់ប្រើទេក្នុង exam ដូចជាវាលែងចេញហើយអាហ្នឹងមិនទៅព្រោះ practically គឺជាទូទៅយើងអត់ប្រើវា